Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chiều hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Hôm nay có một số thông tin đáng chú ý như sau. Thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường 3 thành phố Vĩnh Long cũng có thông báo khẩn. Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn của tỉnh. Vĩnh Long chấn chỉnh cán bộ đảng viên trong công tác phòng chống dịch. Và không để quý vị và các bạn đợi lâu thêm nữa, hãy cùng tôi đến với những tin tức nóng hổi nhất nhé. Mở đầu video là thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. Cụ thể, tìm người có mặt tại địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 là những người đã từng đến điểm tiêm vaccine tại nhà văn hóa ấp Bình Hòa 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long trong khung giờ từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2021. Vậy, những ai đã từng đến địa điểm vào thời gian nêu trên, đến ngay trạm y tế xã Hòa Tịnh để được khai báo y tế đúng theo quy định. Thông tin thứ hai là thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường 3 thành phố Vĩnh Long. Cụ thể, tìm người có mặt tại địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 là quán cà phê Lộc Vừng, địa chỉ 117, đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3 thành phố Vĩnh Long. Trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021, đề nghị ai đã từng đến địa điểm và thời gian nêu trên đến ngay trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế đúng theo quy định. Số điện thoại trạm y tế phường 3 thành phố Vĩnh Long là 02703826638. Thông tin thứ ba mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về việc Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Long có công văn số 6846 về tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nội dung cụ thể là Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Long có ý kiến chỉ đạo như sau: tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh tại các cửa ngõ ra vào địa bàn của tỉnh kể từ 0 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2021. 2. Người về đến tỉnh Vĩnh Long phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 được quy định tại công văn số 4506 của Sở Y tế. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng y tế, công an, quân sự và các lực lượng có liên quan rà soát, bố trí các điểm khai báo y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp tại các vị trí cửa ngõ ra vào địa bàn huyện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện khai báo y tế khi về đến địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế khi về đến địa phương theo đúng quy định. 4. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo các tổ tuần tra lưu động, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh và Ủy ban dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trong việc phòng chống dịch bệnh tại khu tuyến công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. 6. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo tài sản, cơ sở vật chất tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh của tỉnh theo đúng quy định để có thể kích hoạt lại ngay khi cần thiết. 7. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân biết và thực hiện. Thông tin thứ tư như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 15 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới. Cụ thể, 3 trường hợp là công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tại khu cách ly tập trung thành phố Vĩnh Long là 1 trường hợp, huyện Long Hồ là 1 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 1 trường hợp. 3 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long là 2 trường hợp, trung tâm y tế huyện Long Hồ là 1 trường hợp. 1 trường hợp qua khám và sàng lọc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long có địa chỉ tại Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long. 1 trường hợp đến khám và sàng lọc tại phòng khám đa khoa Mecomed có địa chỉ tại ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. 2 trường hợp đến khám và sàng lọc tại phòng khám đa khoa Vạn Lộc có địa chỉ tại ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân. 2 trường hợp đến khám và sàng lọc tại trung tâm y tế huyện Mang Thít có địa chỉ tại khóm 5, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. 1 trường hợp đến khám và sàng lọc tại phòng khám đa khoa Quân y Hàm Tử có địa chỉ tại ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. 1 trường hợp đến khám và sàng lọc tại phòng khám đa khoa Ánh Thủy có địa chỉ tại ấp Phú Trường, xã Song Phú, huyện Tam Bình. Và 1 trường hợp đến khám và sàng lọc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long có địa chỉ tại khóm 4, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Phần cuối của video là thông tin về việc Vĩnh Long chấn chỉnh cán bộ đảng viên trong công tác phòng chống dịch. Sáng ngày 23 tháng 10, tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 với các điểm cầu tại địa phương trong toàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, ông Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn của tỉnh từ khi thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong những ngày gần đây, số ca mắc trong cộng đồng của tỉnh cũng như qua khám và sàng lọc tại các cơ sở y tế trên địa bàn của tỉnh tăng khá cao. Đáng lo ngại là đã xuất hiện nhiều ca F0 trong các cơ quan, sở ngành và địa phương trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long đề nghị lãnh đạo ban ngành và địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và chấn chỉnh cán bộ đảng viên trong cơ quan đơn vị của mình quản lý. Nếu cán bộ đảng viên nào có hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch thì có hình thức xử lý theo đúng quy định. Tính đến hết ngày 22 tháng 10, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 2.550 trường hợp xác định dương tính với Covid-19, trong đó có 45 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 1,76%. Từ ngày 15 tháng 10 đến nay, ghi nhận 117 ca mắc, trung bình là 14 ca mắc một ngày, còn 16 khu vực phong tỏa tại 5 trên 8 huyện, thị xã, thành phố. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người hãy gửi thêm thông tin cho ekip làm kênh qua địa chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.